Rồi sáng nay mình có lên clip bộ mẹ con được kem nha anh chị. Bộ để kem được trội. Mẹ đẻ lứa 2. Mẹ con bao hoàn thiện, bao đẹp, bao móng sò, bao chân cẳng, bao ăn uống, bao tặc lưỡi, bao đẹp cho bộ mẹ con này. Đó. Giá sát giá là 41 triệu luôn. Thì anh chị thích bộ mẹ con này liên hệ số điện thoại em để nhận hình. Bộ cao tầm 2 tháng đó anh chị ơi, cao khoảng gần 8 tấc mấy rồi. 9 tấc rồi, 8 tấc mấy 9 tấc kìa ta. Đó, chừng cối luôn nè anh chị ơi, bốn móng chuẩn thẳng tròn nè, tròn nó dài nè, chừng cổ nè, lóc luôn nè anh chị ơi. Ui da. Chân mẹ nè anh chị ơi, tuôn chùm luôn nè, qua to nó qua nhỏ xíu nè, bao lồi tới đẻ luôn nè, bò mẹ lưng thẳng nè, cao gần 1m4 anh chị, 1m4 á, cũng lúng bốn vú đều anh chị, đó, chân cẳng cối nè anh chị ơi, thùng lớn nha anh chị, bò này cỡ 400 kg hơi nha anh chị. Anh chơi cái mặt này. Ăn uống ăn súng anh chơi xí lưng nè anh chơi, bò lông da sắc lẻm anh chơi đó. Đó, bộ mẹ xin để một đôi răng đục trụi đó anh chị ơi, để được đủ thừng con miếng à. Đó, còn được bô bê tầm 3 tháng tuổi đang thay lông sữa đó anh chị ơi. Đó, cao khoảng 1m5 như sấy anh chị, còn mẹ 1m3 anh chị ơi, còn sau đít thì trên 1m3 đó, đúng chuyền lệch phạt luôn đó. Thì bộ mẹ con này bán giá là 40 triệu anh chị ơi. Đó, sau đây em quay cận cảnh một mẹ con luôn cho anh chị xem. Chân thì kiện khú vu bật đó, lúng thì chuyền, lúng yếm chuyền từ trước ra tới vú luôn anh chị ơi. Đó, bốn vú đều chân, chân kiện khú đó. Đó, mẹ con bóng mộng luôn anh chị ơi nè, con được con qua đến khu nè, cây đuôi nè, đuôi dài khuếch gót nè, con được ba bê nè đó, đất một đất luôn anh chị ơi, lưng một lưng đó, con da sắc lẻm móng ngời luôn hả anh chị, nó đang thay lông sữa đó, qua thu nè, muốn vô được chân nè hả anh chị. Bò này đẻ một lứa anh chị, cấy gần tháng anh chị ơi. Nó cấy lại 3B luôn nha anh chị. Xé tách nghiêm chỉnh nha anh chị. Đó, lông da sắc lẻm luôn anh chị ơi. Đó, đúng chuyện đó. Đó. Một mấy con này thì 40 triệu. Một mấy con được kem là 41 triệu. Nếu anh chị bắt cặp thì 40 triệu đồng hết luôn anh chị ơi. Đó, bốn vú đều chân đó. Thùng quá lớn anh chị ơi. Thì giờ có mấy con bò chữa cũng tầm 30-30 mấy triệu là mấy bò độ đẹp nha anh chị. Thì hai bộ mấy con mà em bán sát đăng bán sát giá luôn đó anh chị ơi. Đó, thượng lượng sát giá với cho anh chị nuôi về phát triển kinh tế đó. Đó. Kem nè anh chị ơi, nó rình rình nó điên cám anh chị ơi. Đó, về để xô cám nó ăn nè anh chị ơi. Quá trời cái bàn chân đó nè anh chị, xương cối luôn á. Bộ đẻ lứa 2, bộ kem đẻ lứa 2, bộ ba bê vò xin gu bạc
đó là lứa đầu nha anh chị, một đôi răng, còn kia lứa hai đó, rúng thì rúng là sạch luôn anh chơi. Rồi cuối năm em chơi, kính chúc anh chị làm ăn thuận lợi, đầu năm phát tài. À, thích video thì ủng hộ chia sẻ đó, đu quá đu nè anh chị ơi. Đó, chấm gót luôn thấy không, chấm gót hết qua nè. Thương bò này cái lợi chất tỷ lệ đi chữa cao lắm vậy, queo nè. Bò này có lên giống mà chưa cái nha anh chị, con nó còn nhỏ. Ai mua trâu em cũng bán trâu luôn. Ăn mới lại về giác sạch máng anh chị ơi, tạp lắm anh chị ơi. Đó, mới đầy máng cỏ mà mút ráo rồi, giờ chắc phải xay thêm đó. Đó, tại nãy em gấp công chuyện nên em cắt ít, không có đầy, không có ấy dư đó. Nó bò ăn giác máng luôn anh chị. Đó thì anh chị có cặp bò chữa nữa đó, thì hai bộ mẹ con trâu, con đực kem đó, thì anh chị thích thì liên hệ em.